Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp sẽ trúng số độc đắc trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Như chúng ta đã biết, cái tháng 3 âm lịch nó là tháng Mậu Thìn. Vậy thì trong cái tháng 3 âm lịch này thì con giáp nào là con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời và giàu có hết phần của thiên hạ? Và đây chính là năm con giáp may mắn trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 có cơ hội trúng số đổi đời, mua nhà, tậu xe, thành công mỹ mãn, khiến cho người đời phải đỏ mắt vì ghen tị. Một lần nữa xin được vỗ tay chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên sau đây. Quý vị sẽ được thiên tài chiếu mệnh, được tài thần tài ghé thăm, và các bạn sẽ có vô vàn những cái điều may mắn đến với mình trong cuộc sống, trong công việc. Mua hàng thì được nhận được phiếu giảm giá, mua vé số thì khả năng cao sẽ trúng giải độc đắc. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn và có giá trị. Những người làm công ăn lương thì có đủ kỹ năng, kinh nghiệm nên sẽ đạt được những thành tích cao, được cấp trên khen thưởng, dù làm gì cũng được quý nhân ở bên cạnh giúp đỡ. Vậy nên những cái vấn đề khó khăn đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Vậy thì đó là những con giáp nào? Sau đây Tử Thông cũng sẽ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị đã biết ấy, để chúng ta sẽ có hai cái thứ gọi là tài, đúng không ạ? Một cái chính tài, một cái thiên tài, và một cái gì? Cái lộc tồn. Cái lộc tồn thì nó tính theo cái địa chi, và cái gì? Cái thiên tài và cái chính tài nó tính theo cái thiên can. Đấy. Thì cái lộc trời thì nó thường tính theo cái thiên can, đúng không ạ? Chúng ta có thiên can Mậu, Mậu là thuộc thổ đó. Thổ thì sẽ bị mộc nó khắc, nên là gì? Nó sẽ là chính tài. Đó. Quý vị nhớ nhé, chúng ta có hai thứ này, một là thiên tài này. Thiên tài. Thứ hai là chính tài. Cái thiên tài là nó là cái lộc trời ban, là lộc vô ban, là những cái may mắn bất ngờ nó ập đến. Đó. Và cái thiên tài này chúng ta không kiểm soát được. Đấy. Nó đến thì nó cứ đến thôi. Và đến cái vận thì tự nhiên cái cuộc đời của chúng ta nó sang một cái trang mới, đổi đời giàu có chỉ sau một đêm. Còn cái chính tài nó là cái tiền tài, là cái công việc, là cái thu nhập mà chúng ta lao động bền bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mà có được. Đó chính là cái khoản tiền mà do công sức của chúng ta bỏ ra mà làm. Đấy. Thì cái thiên tài và cái chính tài nó đều giống nhau một cái chỗ là gì? Nó là cái vận may về tiền bạc. Nhưng mà ông thiên tài này, ông có thể là một cái khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Có thể là trúng số, có thể là gặp may nhận được một cái công việc hay ho nào đó. Cũng có thể là quý vị ra đường thì nhận được tiền, vân vân. Hoặc là gì? Quý vị làm tốt một công việc thì được thưởng, vân vân. Đó thì là cái gì? Là cái thiên tài. Vậy thì chúng ta cùng xem là thiên tài và chính tài nó sẽ rơi vào những con giáp nào, và ai là những người có cơ may trúng số cao nhất. Đấy, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta biết ấy, cái tháng Mậu Thìn thì chúng ta sẽ có thiên can Mậu, đúng không? Mậu là thuộc thổ, thổ thì sẽ bị mộc được khắc. Mà mộc thì chúng ta có hai thiên can là Giáp và Ất, đúng không? Giáp và Ất. Giáp mộc khắc Ất Mậu thì nó là thiên tài, và Ất mộc khắc Mậu thổ thì nó là chính tài, đúng không? Như vậy thiên tài chúng ta có thiên can là Giáp, tức là những người có đuôi năm sinh là số 4 đó, và chính tài chúng ta có thiên can là Ất, tức là những người có đuôi năm sinh là số 5 đó. Đây là hai con giáp gặp vận chính tài và thiên tài. Vậy thì cụ thể là những con giáp nào? Bây giờ chúng ta cùng phân tích nhé. Chúng ta có thiên can Giáp, và chúng ta có bao gồm tuổi sau này, 1984 là Giáp Tý này. Đó, có ngũ hành là Kim. 1974 là Giáp Dần. Là có ngũ hành là Thủy. 1964 là Giáp Thìn. Có ngũ hành là Hỏa. 1954 là Giáp Ngọ. Ngũ hành là Kim. 1944 hoặc là 2004 ấy là Giáp Thân, có ngũ hành thuộc Thủy. Và cuối cùng là 1994 là Giáp Tuất, có ngũ hành thuộc Hỏa. Đó. Đây là những con giáp gặp cái vận thiên tài. Được thiên tài chiếu mệnh nên là nó cũng sẽ may mắn hanh thông.
Vậy thì trong những con giáp có thiên can là giáp có đuôi năm sinh là số 4 này, thì tuổi nào là tuổi may mắn nhất? Thì chúng ta hãy dựa vào cái mối quan hệ tương sinh tương khắc của ngũ hành âm dương để chúng ta cùng xét nhé. Chúng ta biết Mậu Thìn, tháng 3 tháng Mậu Thìn là nó có ngũ hành thuộc mộc, đúng không ạ? Mộc thì sinh cho hỏa, vậy nên những con giáp nào mệnh hỏa thì sẽ là may mắn nhất. Mệnh hỏa chúng ta có tuổi Giáp Thìn và Giáp Tuất, đúng không ạ? Giáp Thìn, đúng không ạ? Và Giáp Tuất. Giáp Thìn sẽ may mắn hơn Giáp Tuất nhá. Giáp Thìn là con giáp may mắn đầu tiên, đúng không ạ? Và Giáp Tuất là con giáp may mắn thứ hai, đó. Nhưng mà tuổi Tuất thì gặp cục diện là Thìn Tuất tương xung. Vậy nên trong cái tháng 3 âm lịch ấy, để kiếm được tiền ấy, để có cái vận may trời cho này ấy, thì những người tuổi Tuất cũng khá là vất vả, khá là chật vật ấy. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch, những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giải quyết bớt những khó khăn, những cái trắc trở và đưa ra cho các bạn những quyết định đúng đắn hơn. Và từ đó cũng sẽ tăng cường cái vận may về tài lộc cho quý vị. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn thì cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân nhé, giúp cho vận trình của mình nó được thuận lợi, may mắn và hanh thông hơn. Tiếp đến chúng ta xem những người mệnh mộc, đúng không? Mộc thì trong số 6 con giáp này không có tuổi mệnh mộc. Con giáp thứ 3 là gì? Là mệnh kim. Mệnh kim thì chúng ta sẽ có những người tuổi 1984 và 1954. Thì những người tuổi 1984 sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. 1954 xếp vị trí số 4. Những người tuổi 1984 tuổi Giáp Tý sẽ may mắn hơn, do được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên tháng 3 âm lịch ấy, thì cái vận trình của những người tuổi Tý cũng sẽ được hanh thông thuận lợi, luôn có được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là mọi khó khăn, mọi trắc trở đều cũng sẽ được giải quyết. Từ đó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý có được những cái may mắn tài lộc nhất định trong tháng này. Lại thêm được tài tinh nó chiếu mệnh nữa, nên đây là một cái tháng khá là hanh thông thuận lợi. Những người tuổi Tý cũng nên tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, tăng cường cái cát khí cho mình nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Tiếp theo là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ thì gặp cục diện là Ngọ hỏa sinh Thìn thổ, tức là nó sinh xuất ấy. Sinh xuất thì thất tài, đâm ra là trong thời gian này ấy, thì quý vị cũng gặp đôi chút khó khăn trục trặc trong cuộc sống. Nhưng mà cái vận may nó vẫn cũng sẽ tìm đến với những người tuổi Ngọ, do là được thiên tài nó chiếu mệnh, nên cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu nếu mà như mà các bạn biết nắm bắt thì cũng sẽ có được cái tài lộc như ý đến với mình. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Cuối cùng thì chúng ta còn những người mệnh thủy. Mệnh thủy thì thủy mộc là tương sinh, nói chung cũng là tốt, nhưng nó là sinh xuất nhá. Thì mệnh thủy chúng ta có những tuổi 1944 là Giáp Thân và 1974 là Giáp Dần. 1944 hay là 2004 là những con giáp may mắn thứ 5 nhé. Và 1974 là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, những người tuổi 1944 tuổi Giáp Thân ấy, hoặc là 2004 tuổi Giáp Thân ấy, thì sẽ được may mắn do cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Cục diện tam hợp nó cũng sẽ kéo theo cái vận may, tài lộc, công việc thì thuận lợi mà quý nhân thì luôn ở bên cạnh giúp đỡ, nên là mọi việc cũng sẽ được may mắn và hanh thông. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần ấy, 1974 là tuổi Giáp Dần ấy, thì được cục diện Dần, Mão, Thìn ở tam hội cũng sẽ được may mắn, cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nhưng mà trong ngày thì do gì, Dần mộc khắc Thìn thổ, nó vẫn bị xung khắc trong cái bản mệnh. Vì thế mà gì, quý vị vẫn có nhiều cái lo toan và nhiều cái vất vả, nhiều khi cái sự việc nó cũng sẽ bị căng thẳng, khó mà giải quyết được. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần nhé. Đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn,
chúng ta sẽ có 6 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. 1. Là tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 2. Giáp Tuất 1994. 3. Giáp Tý 1984. 4. Giáp Ngọ 1954. 5. Giáp Thân 1944 hay là 2004. 6. Là 1974 là tuổi Giáp Dần. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội ôm tiền tỷ do trúng số đổi đời. Thưa quý vị, thì ngoài 6 con giáp này ra ấy, thì chúng ta cũng sẽ có 6 con giáp nữa là cũng được cái tài tinh nó chiếu mệnh. Nhưng nó là chính tài. Vậy nên là cái công việc nó cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, bên cạnh thì luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được cái thành công. Đó. Quý vị biết ấy, tháng 3 mình là tháng Mậu Thìn, chúng ta có Mậu này. Mậu là thổ, đó, thổ sẽ mộc nó khác. Mộc của chúng ta có thiên can Giáp và Ất. Như vậy những người có thiên can Ất thì là lâm vào cái vận chính tài. Đó. Những người có thiên can Ất thì sẽ bao gồm một tuổi sau. Một là Ất Sửu là 1985. Có ngũ hành thuộc kim. Ất Mão 1975. Ngũ hành là thủy. Ất Tỵ 1965. Ngũ hành là hỏa. Sau đến Ất Mùi 1955. Ngũ hành là kim. Đến Ất Mùi này, đến Ất Dậu 1945. Ất Dậu 1945 là ngũ hành thuộc thủy. Cuối cùng là Ất Hợi 1995. Ngũ hành thuộc hỏa. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xét xem là con giáp nào may mắn nhất trong số 6 con giáp rồi nhá. Thì chúng ta biết tháng Mậu Thìn có ngày thuộc mộc đúng không ạ? Mộc thì sinh hỏa. Vậy nên những người mệnh hỏa sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Mệnh hỏa chúng ta có 65 Ất Tỵ và 95 là Ất Hợi đúng không ạ? Như vậy là gì? Những người tuổi Tỵ sẽ may mắn hơn nhá, xếp vị trí số 1, và những người tuổi Hợi sẽ xếp vị trí số 2. Đó. Tiếp theo là những người mệnh mộc. Mệnh mộc thì trong cái tháng này, tháng này không có giáp mệnh mộc đúng không ạ? Thứ ba là mệnh kim. Mệnh kim chúng ta có Ất Sửu và Ất Mùi đúng không ạ? Thì những người tuổi Ất Mùi sẽ may mắn hơn những người Ất Sửu, đứng vị trí số 3. Ất Sửu xếp vị trí số 4. Đó. Chúng ta còn hai tuổi là mệnh thủy đúng không ạ? Thủy là 1975 và 1945. 1945 Ất Dậu thì Thìn Dậu nhị hợp, vậy nên là những người tuổi 1945 sẽ may mắn hơn, xếp vị trí số 5. Còn 1975 là xếp vị trí số 6. Đó. Thì đây là 6 con giáp được chính tài độ mệnh, cũng gặp được rất nhiều cái may mắn thành công trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, cái cơ hội trúng số đổi đời, cơ hội gặp được may mắn về tiền bạc tài lộc là một cái điều mà ai cũng mong muốn. Đó. Và đó là một cái mong muốn chính đáng của mỗi người chúng ta. Vậy nên là quý vị khi mà biết được những cái cơ hội này thì quý vị hãy cố gắng nắm bắt, nhìn nhận và học hỏi để nâng cao cái kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm cũng như nâng cao kiến thức của mình để có thể dễ dàng nhận ra cái cơ hội. Khi mà cơ hội đến, quý vị sẽ bắt được và sẽ có cái cơ hội chuyển mình trở nên giàu có và sung túc hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.